Hello mọi người, hôm nay Diễm giới thiệu với mọi người một cái loại bánh mì nữa nha. Đây là bánh mì truyền thống của người Na Uy á. Thì cái cách làm của nó rất là đơn giản ha. Quan trọng nhất là mình chỉ cần thời gian để ủ bột thôi. Ngoài ra mình không có cần tốn sức hay là mình cần máy để mình nhồi bột gì hết. Thì cái bánh mì này á, Diễm thích nhất ở cái là làm đơn giản nhưng mà ăn lại rất là ngon ha. Cái vỏ ở ngoài nó giòn, còn ở trong ruột nó rất là xốp và dai. Rồi, bây giờ mời mọi người vô bếp cùng làm bánh mì này với Diễm nha. Đây là những cái nguyên liệu là để mình cần làm cái bánh mì này ha. Thì đầu tiên đó là bột mì. Bột mì mình sẽ cần hai loại. Thì cái loại đầu tiên ở đây là cái bột mì mà hôm bữa Diễm cũng sử dụng để Diễm làm cái bánh mì sừng trâu nhưng thịt nguội với phô mai á, thì cái protein của nó là 12g ha. Thì ở Việt Nam có thể là xài bột mì số 11 ha. Còn cái bột mì thứ hai, đây là cái bột mì này thì tiếng Na Uy nó gọi là rường men á. Còn tiếng Việt á nó gọi là bột lúa mạch đen. Thì cái này ăn rất là bổ dưỡng ha. Thì tiếng Anh hình như nó gọi là rye flour. Thì mọi người tìm trên net là có liền ha. Thì Diễm sẽ để một cái tấm hình của cái bột này bằng tiếng Anh ha. Rồi hình như Diễm thấy ở Việt Nam á, lúc mà Diễm tìm ở trên internet thì ở Shopee có bán. Thì mình sẽ pha cái tỷ lệ bột này là 41 ha, là 400g bột mì thường với lại thêm 100g bột lúa mạch đen ha. Rồi mình sẽ cần thêm mật ong, nếu mà không có mật ong thì cho đường cũng được. Vì cái này á, là chỉ để giúp cho men á, nó giống như nó có cái năng lượng để nó hoạt động, để nó làm nở cái bánh mì của mình á. Rồi mình sẽ cần muối ha, men nở với lại 400ml nước. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi pha bột nha. Đây là hình của cái bột lúa mạch đen nè. Cái này thì mọi người ở Việt Nam thì có thể mua trên Shopee ha. Cái này là Diễm tìm được cái hình ở trên internet đó, Diễm muốn để cho mọi người xem ở đây nha. Ở đây Diễm có nước lạnh ha, thì mình sử dụng là nước lạnh ha, không phải là nước nóng hay là nước ấm nha. Thì với cái phương pháp làm bánh mì này thì mình sẽ sử dụng nước lạnh mình cho vô bột luôn, mình không có cần nước ấm, tại vì mình sẽ có cái thời gian ủ nó lâu á. Mình sẽ cho vô đây một muỗng canh mật ong nha, tại vì Diễm xài cái muỗng cà phê đó nên Diễm chế hơi đầy. Mình không có sợ là bánh mì nó bị ngọt đâu ha. Tại vì trong cái quá trình mà ủ bột thì cái mật ong này sẽ được men á, nó giống như là nó ăn hết luôn á, để cho nó có năng lượng, nó giúp cho bánh mì nó nở đó. Rồi mình quậy cho nó tan ra nha. Diễm sẽ cần vô đây 400g bột mì số 11 ha, hoặc là bột mì số 13. Thì mọi người xem á, là cái lượng protein trong cái phần miêu tả của cái bao bột mì mà mọi người mua á, thì cái protein nó phải cao ha, từ 11g trở lên nha. Mình cân tiếp vô trong đây thêm 100g bột lúa mạch đen nữa, thì là tổng cộng cái lượng bột của mình là 500g ha. Rồi mình có hai loại bột đó, thì mình trộn lên cho đều ha. Nếu mọi người muốn thì dùng rây đây cũng được. Rồi sau đó mình sẽ cho vô 1,5 muỗng cà phê muối ha. Ở đây Diễm sử dụng cái muối hồng Himalaya ha. Mọi người chỉ cần sử dụng muối nhuyễn là cũng được rồi ha. 1,5 muỗng cà phê nha. Rồi mình cũng trộn đều lên. Rồi sau đó mình mới cho men ha. Mình cho muối vô trước, xong rồi mình cho men vô sau nha. Không có cho men với muối vô cùng một lúc á. Thì men á, nó làm cho muối á, nó sẽ làm ảnh hưởng cái độ hoạt động của men ha. Mình trộn lên cho đều. Rồi Diễm sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê men nở. Thì đối với cái công thức làm bánh mì này thì mình sử dụng cái lượng men nở rất là ít ha. Quan trọng là mình có thời gian á, để cho bột của nó nở, để men nó hoạt động á, chứ không có cần nhiều men nha. Cái bánh mì này ăn rất là bổ dưỡng ha. Rồi mình cũng trộn lên cho đều. Rồi mình lấy cái phần nước mà phần mật ong á, với nước mà hồi nãy mình pha ra mình quậy tan rồi đó, mình cho vô nha. Cho nước vô rồi thì mình chỉ cần trộn lên
rồi cái hỗn hợp chất lỏng với lại hỗn hợp bột khô á, nó hòa quyện với nhau là được ha, không có cần phải là trộn lâu hay sao, chỉ cần mình trộn mà mình thấy là bột nó đã thấm nước đều hết là mình đã trộn được rồi, không có cần phải mất thời gian mà cho vô máy nhồi hay gì ha. Mình trộn đều tay cho bột với nước nó thấm vô với nhau. Hồi lần đầu tiên mà Diễm làm cái bánh mì này á, Diễm làm lần đầu là đã làm thành công rồi, mà không ngờ là nó lại dễ như vậy, mà bánh mì nó rất là ngon ha. Bánh mì nó dai á, rồi nó xốp á, rất là xốp, nó nở ngon lắm. Đây là công thức bánh mì mà ngày xưa người ta làm, người ta áp dụng, người ta làm á. Mà ngày xưa thì người ta lúc mà chưa có men á, thì sẽ sử dụng cái loại mà bột chua á. Thì khi có thời gian á, thì chị Diễm sẽ hướng dẫn mọi người làm bánh mì bằng cái bột chua đó nha. Bánh mì mà làm bằng bột chua là ngon nhất luôn á, mà rất là bổ dưỡng ha. Rồi mình tém tém cho nó đều như vậy nè, cho gọn lại. Rồi mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại. Bọc lại để giữ cái độ ẩm cho bột thôi. Nếu mọi người không có màng bọc thực phẩm thì nhúng một cái khăn ẩm, khăn ướt á, mình đậy lên bột ha, rồi mình để ở chỗ nào thoáng mát, kín ha, không có nóng nha. Để chỗ nào thoáng mát á. Tại cái này mình sẽ dùng thời gian lâu á để mình ủ bột á, thì bây giờ á Diễm sẽ đem bột đi ủ ha. Thì mình ủ á ít nhất là 8 tiếng ha. Thì bột nó sẽ nở. Đây là cái cục bột mà hồi tối hôm qua Diễm đã trộn rồi xong Diễm để. Hồi lúc hôm qua Diễm trộn bột là lúc 9 giờ tối ha. Bây giờ bên đây là 7 giờ sáng mới ngủ dậy. Rồi lấy ra thì nó được như vậy nè. Nó nở gần như là gấp đôi luôn ha, không có cần trộn gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị một cái tờ giấy nướng bánh á. Và mình để vô sẵn ở trong cái vỉ nướng bánh luôn. Và mình nhồi bột xong là cái mình để qua bên đó liền luôn ha. Mình sẽ lót vô đây một cái miếng giấy nướng bánh ha. Nếu mọi người mà có cái miếng mà bằng đá mà để nướng pizza thì mọi người lấy nướng ha. Cái đó thì nướng là bánh mì nó sẽ rất là ngon luôn á. Thì Diễm không có nên Diễm lót giấy như vậy Diễm nướng cũng được ha. Mình lau cái bàn nhà bếp cho sạch ha. Rồi mình rắc bột mì lên. Rồi mình cho bột ra là bắt đầu mình tạo hình cái bánh mì nha. Mình đổ bột nhẹ nhàng ra ha. Cố gắng nhẹ nhàng, thiệt là nhẹ nhàng, tại vì mình không có làm mạnh tay để mình làm bể hết mấy cái bọt khí ở trong cái bột sau một đêm mà, hoặc là sau 8 tiếng mà mình ủ bột á, thì như vậy lúc mà mình nướng bánh á, thì cái bánh mì của mình nó sẽ nở xốp rất là ngon nha. Mọi người cố gắng nhẹ tay ha. Rồi mình mới thoa bột đều lên hai tay hết á. Bắt đầu cái này gọi là mình cái phương pháp là mình kéo á. Bột đều tay nha, nó dính lắm á. Và cái bột, cái bánh mì này á, là cái bột nó phải nhão vậy nè mới ngon ha. Đó, mình kéo nhẹ nhẹ ra thôi. Rất là dính tay nha. Kéo nhẹ ra da cho nó giống như hơi hình vuông tí xíu á. Rồi bắt đầu mình mới xếp lại giống như hình là cái bao thư á. Cái bột bên đây bị dính tay ha. Đó, mình xếp lại như vậy. Cái này vô. Nhẹ nhàng á, cái này làm thiệt là phải nhẹ nhàng á. Để mình giữ cái bọt khí ở trong đây nè. Một cái. Rồi, mình lại kéo ra nhẹ nhàng nữa. Mình xếp lại thêm một lần nữa ha. Không có dùng cây cán nha, dùng cái cán là nó không có dịnh đây nè, dịnh nhẹ kéo ra. Không có cái gì mà ngon là bằng mà bánh mì nướng nóng ăn rất là ngon ha. Bột ra tay.
Nếu mà không thích xài bột quá thì cũng xài dầu cũng được ha. Diễm thì có lần Diễm cũng xài dầu thì Diễm thấy cũng ngon vậy thôi, nhưng mà mình hạn chế dầu mỡ chút xíu mình bằng bột thôi. Rồi xong ra được như vậy ha, rồi mình xếp lại thành những cái bao thư một lần nữa, xếp vào đây. Đem cục bột lên xíu, đây nó bị dính xíu nè. Chỉnh nó lại xíu. Rồi bắt đầu thì đắp bột lên. Rồi bây giờ mình kéo nó ra lần nữa ha. Mình tạo thành kéo ra. Thì cái mà kéo này là để mình làm cho cái bánh mì mình nó sẽ nở lên thêm nữa đó. Tại vì nếu trong cái cuốn sách mà Diễm đọc đó, nếu mà mình không có kéo như vậy thì bánh mì ví dụ như nó chỉ nở được 100% thôi. Xin lỗi, nó chỉ nở được 70% thôi. Còn nếu mà mình thực hiện cái phương pháp mà kéo mà xếp này thì bánh mì nó sẽ nở tối đa của nó luôn á, là 100% luôn á. Này kéo chỗ nào dày mình kéo ra nhiều hơn tí xíu ha. Dính tay thì cứ thoa ra nhưng mà cũng hạn chế ha, đừng có thoa nhiều bánh nó bị khô. Kéo nhẹ nhàng. Cái này không có cần ngờ bộ mà chỉ kéo thôi. Đặt tên này bánh mì nó bánh mì kéo với bánh mì xếp được. Rồi xong bây giờ mình sẽ xếp lại ha. Xếp lại. Cho nó thành cái hình hơi chữ nhật tí xíu. Mình xếp ở đây. Mình xếp ở đây. Đó. Rồi, xong ha. Thoa bột lên. Là mình cho qua bên cái khuôn nướng ha. Tại vì Diễm quay phim thì Diễm không có tự quay nên không có sàn từ bên đây qua bên này được, nên Diễm định qua bên cái khuôn nướng bên này nha. Đây là bánh mì này Diễm tả đã tạo hình xong rồi ha. Thì mọi người nhớ là lúc mà mình chuyển qua bên đây thì mình sẽ để cái mép của nó, cái mép gấp của bánh mì ở dưới ha. Rồi mình sẽ rắc lên một ít bột lúa mạch đen lên trên cái bề mặt của bánh mì á, rồi mình sẽ đem ủ ha. Thì mình không có cần đậy khăn gì lúc này nữa đâu, mình chỉ cần rắc cái lớp bột lúa mạch đen lên như vậy thôi. Mình sẽ đi đem ủ cho bánh mì nó nở thêm được 70% nữa ha. Thì ở nhiệt độ phòng nhà Diễm á, là 23 độ á, thì Diễm ủ khoảng cỡ gần 2 tiếng á, là mình đem nướng được ha. Còn nếu ở xứ nóng hơn, ở nhiệt độ ở trong phòng mà nhiệt độ cao hơn thì Diễm nghĩ ủ chừng 1 tiếng thôi. Và còn nhiều lắm 1 tiếng rưỡi thì đã đem nướng được rồi. Và bây giờ mình đi bật lò nướng lên. Thì cái lúc mà bánh mì nó đã nở được 70% á, thì mình sẽ đi bật lò ha. Thì khoảng còn 1 tiếng rưỡi là mình bắt đầu mình bật lò được rồi. Hai lửa trên dưới ha, nhiệt độ là 230 độ C, 450 độ F nha. Thì nướng cái loại bánh mì này á, thì nhiệt độ nó rất là cao. Và mọi người chú ý là lò thiệt là nóng rồi mới cho bánh mì vô nướng ha. Thì như vậy là nó sẽ rất là ngon. Đây là ổ bánh mì Diễm đã ủ được 2 tiếng ha, thì nó đã nở được 70% rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình cho vô mình nướng ha. Thì mình sẽ sử dụng một con dao, nếu có dao lam thì mình xài dao lam á, không có thì mình xài con dao nào bén cũng được. Mình sẽ rọc một đường dọc xuống như vậy nè. Như vậy thì bánh mì lúc mình nướng lên nó có một cái lớp giòn nó rất là ngon, thì cái ổ bánh mì nó cũng đẹp hơn ha. Diễm có cái con dao này nè. Mọi người muốn dọc rạch dọc xuống nhiệt cũng được ha. Mình Diễm thì Diễm rạch một đường thôi. Mình cầm con dao nghiêng ha, mình đạch cái độ sâu là khoảng 1 cm nha. Đó, mình đạch xuống như vậy nè. Cái này thì cũng dễ, không phải khó như bánh mì Việt Nam phải rạch dứt khoát rồi ha. Mình rạch 1 cm là được ha. Thì lúc mà mình nướng bánh mì thì mình sẽ để ở cái tầng thấp nhất ở trong cái lò nướng nha.
để ghi vậy tránh cho cái bánh mì nó ở mặt trên nó bị cháy á. Đó, Diễm để ở cái tầng thấp nhất luôn. Rồi, mình sẽ nướng, bỏ vô mình nướng nha. Thời gian để nướng cho cái ổ bánh mì này sẽ là dao động từ 30 cho tới 35 phút ha. Thì thường là Diễm sẽ chỉnh cái đồng hồ là 30 phút trước. Rồi xong 30 phút với Diễm lợi Diễm xem. Nếu mà bánh mì nó vàng rồi hết rồi thì Diễm sẽ lấy ra. Còn nếu mà nó chưa vàng đủ hoặc nó chưa mình kiểm tra chưa có chín á thì mình sẽ nướng thêm ha. Thì bây giờ mình chỉnh 30 phút trước nha. Đó, đây là cái ổ bánh mì mà Diễm đã nướng được 10 phút rồi ha. Nhìn cái ổ bánh mì mà mình nướng mà bắt đầu nó nở lên, nó phồng lên, nhìn thấy thương ghê, nhìn thích mê luôn, thích ngồi ngắm bánh mì. Đây là ổ bánh mì á, mà Diễm đã nướng được đúng 30 phút rồi, thì mình theo mình quan sát thì mình thấy là bánh mì nó đã vàng hết rồi ha. Thì để biết mà bánh mì mà nó chín đủ độ chưa thì lúc mình lấy ra, mình gõ, lấy tay mình gõ lên cái bánh mì mà bánh mì nó kêu phốc 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 á, thì cái đó là bánh mì nó chín đủ ha. Bây giờ Diễm lấy ra nha. Đây là ổ bánh mì vừa lấy trong lò ra đây. Thì vừa lấy trong lò ra thì mình sẽ dùng một cái khay giống như vậy nè. Mình chuyển bánh mì qua, mình để cho bánh mì nó nguội ít nhất là nửa tiếng ha. Tại vì nếu mà bây giờ mình cắt bánh mì ra liền thì trong cái ruột của nó còn rất là ẩm, thì nó sẽ bị vón cục lại, nó bị giống như bị dính chặt lại, nó không có ngon. Mình đợi nửa tiếng mình cắt ra thì bánh mì nó được nghỉ, cái độ nó sẽ có độ xốp và nó khô hơn tí xíu thì rất là ngon nha. Bây giờ mình chuyển bánh mì qua bên cái khay ha. Xay một vòng cho mọi người xem nha. Diễm thích nhất là ăn ở cái phần này nè, nó giòn rụm luôn á, rất là ngon ha. Đây là ổ bánh mì rất là dễ làm, không cần phải có máy nhồi bột, không cần tốn công phải nhồi bột nhiều, nhưng mà mình vẫn làm ra được một ổ bánh mì rất là thơm ngon bổ dưỡng. Bây giờ mình đi cắt ra thử xem ở trong cái bánh mì nó như thế nào nha. Nó nghe nó giòn nè. Rồi anh mới bẻ nó ra rồi mới cho thấy trong cái ruột của nó. Bốc khói nè. Đó, còn bốc khói tí xíu ha. Mà cái này là nãy giờ gần nửa tiếng rồi đó, mọi người thấy trong chưa? Đó, rất là xốp ha, không có cần phải là mình nhồi gì hết, nhưng mà ở trong này nó có những cái bọt khí. Thì những cái bọt khí này là do cái lúc mà mình nhẹ nhàng, lúc mà bột mình nủ xong á, cái là mình xếp nó lại á. Cái này là nó vẫn còn nóng nên anh Hiệp anh cắt nó hơi bị giống như bị dính chặt lại á, có thể mình nên đợi nguội hơn tí xíu nha. Đó, đây là ổ bánh mì rất là ngon ha, giòn. Bây giờ mình cắt bánh mì thành từng khoanh ha. Thì nhiệm vụ của Diễm là nướng bánh mì, còn nhiệm vụ của ông xã là cắt bánh mì. Mọi người thấy ở trong thấy cái bọt khí rồi của bánh mì nó rất là nhiều ha. Bánh mì nó xốp nhưng mà nó xốp cái kiểu dai rất là ngon. Rồi, chúc mọi người làm cái ổ bánh mì này thành công nha. Rất là dễ làm ha. Có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận, Diễm sẽ trả lời ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhiều nha. Tạm biệt mọi người ha. Tạm biệt.